Anh Đông giờ thì cứ uống nước lã không béo các bạn. Hello anh Thư. Cái ban ơi, để đây tạo với mày. Hello Thùy Linh Vũ nha, mình bây giờ các bạn còn mình còn làm nào mà tăng lại cân. Thứ nhất là rất khó này. Nó là cái tạng người. Hello Hân Hằng nha. Cái thứ hai là anh em mình hay thức đêm này. Rồi đầu phải nhảy số liên tục. Nhưng như anh Đông bây giờ là cứ ăn ngủ thôi, có gì đâu. Uống nước lã béo và trong bản chỉ cần uống hai cốc nước lã xong rồi chiều về nó vẫn lên cân. Nói gì anh? Đi ra đây ngồi. Để cho anh em uống đi. Ra ngồi. Đấy. Tâm sự làm gì? Đây tâm sự làm gì? Chào tất cả mọi người. Nhập. Chào Võ Thị Thanh Thúy. Hello Thanh nha, anh phơi hết lúa rồi, lúa phơi kỹ quá nó giòn công cốc rồi. Lúa phơi rồi, đóng bao thôi các bạn. Đóng bao buộc ngon lành rồi, cân rồi. Nhập kho chưa? Cân đo đong đếm. Đã là bắt đầu nhập kho rồi. Ông lúa. Quay mình ngồi đi. Lúa bắt đầu nhập kho rồi. Chào Hải Lộc, chào tất cả mọi người. Chào Hải Lộc nha. Đúng. Đúng rồi, hôm nay còn đùi. Chuẩn luôn. Ở bên này là mùa hết mùa mưa là vào mùa se lạnh rồi. Bao nhiêu độ? Bạn em cảm ơn chị Phan Thúy. Các bạn này, Châu Phi này, 16 độ. Chỗ anh em mình đang ở này, 16 độ. Uy tín chưa? Này, lúc mọi người nhìn này, lúc 6 giờ sáng này. Đúng. Đây lúc 6 giờ sáng mặt trời mọc này còn có 14 độ rồi. Đó. Mấy ngày nữa nó còn lạnh hơn. Mấy ngày nữa nó có 9 độ luôn. Châu Phi các bạn, mọi người cứ tưởng Châu Phi không lạnh như Châu Phi anh em mình lạnh sun hết vào. Tầm ok rồi, tầm này đang to này bằng đầu đũa rồi, gần đầu đũa rồi. Không, ở Nhật thì mình không bì được, ở Nhật thì lạnh mà có tuyết rơi, đây thì làm gì có. Bên anh em mình không có tuyết rơi. Như nó xe lạnh. Xe lạnh xong rồi hanh khô các bạn, mùa này hanh khô lắm. À cam giờ không đến được số à, ok đây rồi. Cam giờ không đến được số nữa sao? Cam giờ khó nhìn nhé. À. Đây các bạn, đúng chưa? Mặt trời mọc này, 6 đây 6 giờ sáng này, 14 độ này. Chào tất cả mọi người. Anh đang nóng. Quẩy này, mọi người này, thứ 6 tuần sau này. Thứ 6 thứ 7 tuần sau này. Có 10 độ này. Quá. Kinh nhỉ. Anh Đông ở bên đây nhiều rắn làm bánh. Anh khỏe, cảm ơn Đàn Nguyễn. Chào tất cả mọi người. Hello Hồ Quân. Hello Hồ Quân, muộn rồi. Chưa muộn lắm, giờ 12 rưỡi. Anh em mình thường thường sẽ đi ngủ vào tầm khoảng 1 giờ. Đâu, áo này lâu rồi, áo lâu lắm rồi. Chục năm rồi. Cà lê chục năm rồi, đâu đi. Ông Linh Philip quay cái lại cái ấy này cái xem này. Đâu đấy. Đấy. Lật lại. Đây. Rồi. Đấy. Chỗ anh sẽ cách biển hơn 400 cây. Khoảng tầm 400 cây. 400 cây. 400 cây là đến biển. Cách biển 400 cây. Chào mọi người, sao nó còn thở chứ chắc còn sống là thế nào? Mình không hiểu. Chào tất cả mọi người, hôm nay chủ nhật. Mọi người dậy cũng ngủ dậy sớm đấy. Đây này, quay đây. Đây, mặt như ong đốt này, vẫn kêu gầy. Đây. Mắt sưng rồi đấy. Đây này, núc ních này này. Núc ních với anh điên này, giúp em ở nhà vợ ông chăm còn lên cân sang đây mà gầy đi. Chào Trương Sen nha. Chào Trương Sen. Chào tôm tép mỡ.
Chào Thi Nguyễn, chào tất cả mọi người. Vui Nguyễn, chú chào, các chú chào Vui Nguyễn. Ông Đông này nhà Bắc Giang đúng không? Ông Đông ở nhà ở Thái Bình. Ông Đông ở nhà Thái Bình. Còn ông Linh Phi Níp bên nhà Bắc Giang. Mình để cái này nó thật này. Chưa ngủ. Sớm mà mình vừa mới đăng video xong rồi chuẩn bị ngủ. Em mình video giờ mới đăng tải lên. Đi đi anh Đông ơi. Thôi để mai nấu ăn. Chăn giờ mà ăn vẫn ở trên cổ anh. Ủa anh Đông. Anh mặc vest để ngồi live nói chuyện mọi người cho nó lịch sự. Cho nó ăn được. Đoan trang anh. Tí lại cởi ra. Này, Hà Nội mà mưa gió này á. Có ai gọi Linh Quý Đích kìa. Lúc mày vẫn chưa làm gì. Chưa. Tết về là nọ bảo sang người ta cho gói cho. Nọ sang bảo sang nhà mình làm nói gói mà lúc mày mà không nghe. Ông nhận lại hôm trước chí rồi. Nhận lại bảo hôm nào anh về em đưa đi mà. Hiện tại mình anh em mình đủ người rồi nhá. Anh Hoan này. Ok, Đinh Duy Tân hôm nay anh đã triển khai làm lúa rồi. Mà không biết mùa khô này thì có ăn thua gì không, thử triển khai một mảnh. Đề xuất. Anh Hoan đang quả này đâu, ngày là Linh gắn lên tường. Thì mấy mặt này đánh không? Sướng lắm. Bấm trên mặt rồi bấm cho khoảng đánh. Anh Hoan đi. Em Đông đẹp trai. Ui giời, đấy. Giờ này con đỡ đẹp. Em chào ông chú Đông. Có giáo sư tiến sĩ Ninh Philip. Bên đúng rồi. Có giáo sư tiến sĩ Ninh Vinh Níp. Giáo sư chào Phạm Minh Thuận. Tiến sĩ phó giáo sư tiến sĩ Ninh Vinh Níp. Chào tôm tẹp mỡ. Chào tôm tẹp mỡ. Tôm tẹp mỡ thì kiểu là tôm rang. Tôm rang. Tôm rang mỡ này. Tôm rang mà có cái tôm. Top này. Tôm mỡ đây. Tôm mỡ này. Còn là tôm rang. Còn là ngoài tôm tiếp rang đi. Cảm ơn Đinh Duy Tân rất là nhiều. Ôi, nhượng mấy anh mấy Giai chuẩn bị sức khỏe để mình đi xa chuyến nhá. Ok em Giai ơi, nhượng ơi. Bao giờ đi để em báo trước anh ấy để anh còn chuẩn bị tinh thần. Để anh xin phép vợ. Để chị chuẩn bị đây, xin visa các kiểu gì. Nghe nói phép chuẩn bị tinh thần. Nói cho nó thật đi. Quang Linh về Việt Nam cái là vừa nhớ cái chen luôn. Nhớ cái bao giờ đi để nói Linh Vinh trước để điện về xin vợ. Đâu đã hơn làm gì hơn một giờ đâu. Dạ anh em mình 12:30. Ban dân cảnh không? Mới có 00:30 các bạn. Là dân dưới mất này. Ta hay dân dài. Hùng Hà Lan. 12:30. Bên anh em mình 12:30. Ở nhà là 6:30 sáng vậy? Giờ này mọi người chuẩn bị đi ăn sáng rồi. 12:30 ngày thứ 7. Chuẩn bị đồ ăn bữa tối. Hà Nội bữa tối. Bữa tối. Bên này đang là 0:30. 00:30. Chào mọi người. Em chào chị Nga nhá. Em chào chị Nga. Chị Nga đúng không? Đúng rồi chị Nga. Chị Nga hay chị có nhớ bọn em không? Ăn gì tầm này? Chị ơi dậy cho em mắt phở bò đấy. Chào tất cả mọi người. Bên này cũng thứ 8 rồi các bạn ạ. Đâu chưa? Bên này còn 3 phút nữa mới sang thứ 8. Đâu anh 3 mới sang rồi. 12 giờ mà 1 giờ mới là sang ngày mới mà. 12 giờ vẫn là ngày cũ. Không, 0 giờ 01 phút là sang ngày mới rồi anh nhìn nói chuyện chán thật. Không, đúng rồi. Sao thưa đợt mày chứ? Sao thưa đợt 1 chứ? Đúng rồi, sang ngày mới rồi. Linh ơi còn 12 giờ ngày cũ. Nói đùa chị Nga chán thật. Đúng rồi, quên nhầm.
không không giờ là sang ngày mới rồi. Xin lỗi. Xin lỗi các bạn. Xin lỗi ông. Ông quá sướng. Ông đúng nha này. Chị... cười ok. Chị em có sai đâu. Chị em có sai đâu. Đúng được xin lỗi thì sướng cười ok. Đúng rồi mình cũng nhầm một là mới là ngày mới. Không không rồi. Xin lỗi rồi. Xin lỗi ông Ninh rồi. Chị Nga ơi từ giờ đến... không có gì thay đổi thì em tầm khoảng tháng 9 tháng 10. Cảm ơn em. Cảm ơn anh Tú Trần anh Tú. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn ông cậu đi qua chán mình đâu rồi? Hả? Có dùng cậu đi qua chứ. Đây. Bác Nga xem nào chuẩn bị cho cháu ít quần áo sơ sinh là vừa. Đấy. Chị Nga. Cứ về lại.